Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn thêm một con Touring thương hiệu Trek của Mỹ. Con xe này là sườn nhôm, dòng Trek là FX2. Size ống đứng là 45, ống ngang tâm đến tâm là 52,5. Tức là nó nằm giữa 52 và 53 đó. Ống đứng 45 nhá. Ống đứng thì cách tính thì từ tim trục lên hết phần cột tới khóa mặt trên khóa cầu yên. Group Shimano 3 đĩa 8 lít. Mọi thứ đẹp long lanh. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem nhé. Xe rất đẹp luôn. Đây, thương hiệu Trek này. Đấy, FX2 nhé. Đấy. Đây, gì mà nhôm alpha cái này thì mình cũng không có chưa dịch nhá. Chưa có thời gian mà dịch. Rồi, bộ đầu của nó zin hết nhé. Bao tay zin nhé. Đây. Đấy, lòng lành nhé. 3 đĩa 8 lít tay đề Shimano, bấm xả. Vô tăng ghi đông Ultrager. Đây. Bắt nét cái này. Bắt nét này. Rồi đấy, tóm lại là đọc được chữ Ultrager rồi. Logo của nó đây. Logo đặc trưng của Trek nhé. Đấy. Cái này là Tecro nhé. Hàm thắng này Tecro nha. Căm inox, đùm nhôm cốt bẻ, cặp vỏ xịn, Bulldogger còn ngon lắm nha, cặp vỏ này đây này, bắt nét nhé, đấy, còn ok, đây, râu ria lông lá nó còn đủ luôn nhé, rồi, má vành là còn phẳng ra, đây. Ok chưa? Đây. Sườn rất đẹp nhé. Đây. Đây, nước sơn của nó là nó hình có kim tuyến, đây, có kim tuyến. Rất rất đẹp luôn. Có kim tuyến các bạn ạ. Kính thưa các loại tem thì đây. Tem Nhật rồi tem nọ tem kia là chui hết dưới này nhé. Đấy. Đây. Giỏ đĩa, 3 đĩa nhé. Cùi đề của con cùi này, cùi đề là size cùi đề Shimano Acera. Lip thì đây. Lip thì đây, đẹp ơi là đẹp. À. Đấy. Lip trắng bóc nha. Trắng tinh luôn. Rồi. Mọi thứ là ok. Cái này là vành vỏ đều là Bulldogger nhá. Đây này, vành này, logo Bulldogger này. Cái vỏ Bulldogger đây, nó núp ở đây. Đấy. Cái này là của Tecro nhá, đây này. Chữ Tecro nó nằm ở đây, tại nó trùng màu đen cho nên là mình không có. Vỏ này thì cũng vậy. Vỏ này thì cũng đẹp y như vỏ trước này. Đấy. Đèn phản quang ở đây. Xe về sau mình để mình bán. Con này thì cái yên thì lại cực đỉnh luôn. Yên chất. Yên to, yên này ngồi êm mông mát đít nhé. Đây. Bulldogger luôn nhé. Thế mới kinh. Rồi, tương tự như vậy thì căm sau cũng là căm inox. Đấy. Rồi. Nói chung về hình thức là chủ quan theo mình đánh giá là không có điểm gì chê. Thậm chí là trên cả đẹp nhé. Vấn đề bây giờ là test thử cái chuyển động của nó như thế nào nhé. Các bạn mua xe ở đây ấy, nếu các bạn mua xe ở đây thì nó có cái hay cái là quay mình quay rất kỹ, bao gồm giới thiệu về cái phần hình thức này tới cái phần nội dung, xem là em nó trắng đẹp như vậy thì cái bộ chuyển động của nó như thế nào. Cái chuyển động này mình test là còn hơn các bạn tới nhà xem nhé. Bởi vì nhiều khi các bạn tới nhà chưa chắc đã test kỹ như thế này. Đây, test cho các bạn xem. Các bạn cùng xem cái cùi Acera này nó gãy líp như thế nào nhé. Đấy. Cứ nghe tiếng cóc thì một phát nhảy lên. Rồi. Lướt phát lên đến líp 1 rồi. Xuống này. Rất mượt đúng không? Đấy. Một phát là lên này. Quá ngon. Một con xe bãi mà kiếm được con như này là hơi hiếm nha. Đấy.
tận mắt các bạn nhìn thấy nó lên lít nhé, lên lít và đĩa. Sau đó thì mình thử đĩa xong mình sẽ test chớn cho các bạn xem. Một con check FX2 rất đẹp. Đây, vẫn nhìn thấy nhé. Đây các bạn cứ theo tay mình chỉ. Đang ở, mình đã về xuống cái đĩa leo núi rồi, leo dốc ấy. Rồi hiện giờ thì nó ở cái đĩa giữa, đĩa số 2. Đĩa này là thường thường hay chạy nhé. Và khi mà các bạn chạy cái đĩa này, khi nó đã có chớn đường đẹp, thuận gió, thuận buồm xuôi gió đấy, thì lên cái đĩa số 1 này để bơi. Đấy, chả này. Trời ơi, đĩa này là đua nhá, tức là mình chạy tốc độ nhanh ấy, nó đua cho nó hoành tráng. Thông thường thì khi khởi động thì anh em khởi động ở cái đĩa số 2 được rồi. Đĩa số 3 tức đĩa nhỏ nhất thì chỉ là chạy leo dốc thôi, thuần túy là leo dốc thôi. Đĩa số 1 to nhất, đạp nặng nhất nhưng mà chạy nhanh nhất, thì để khi phật buồm xuôi gió có chớn đường đẹp thì lên đấy bơi thì tuyệt vời, không thua xe đua đâu. Đó. Rồi bây giờ thì chớn nha. Chớn đây. Quay 3 vòng vuông ra cho nó chạy này. Đây. Mình đang chống ngã trên trống nên cảm giác các bạn nhìn cái bánh nó bị quăng nha. Cả miếng mình không giá lên cái giá cho nên cái chân trống nó có xu hướng lực quan tính ấy, nó quăng cái bánh. Đấy, bây giờ nó chạy êm lại, các bạn nhìn này, tròn do. Bánh tròn đẹp, chớn ngon. Đề mượt, đấy, chả còn đòi hỏi gì hơn, không chốt con này thì chốt con nào. Chớn này là ok rồi đúng không? Quá ngon rồi, thôi cho nó dừng nhé. Một con xe rất đẹp, giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Nghe tới giá là vợ chúi chồng mua liền. Đây, tổng kết lại nhé. Sườn nhôm à, đời xe thì nó là check FX2 à, sườn nhôm size 45 à, 3 đĩa 8 lít cam inox, đùm nhôm trước đùm nhôm sau. Cái con xe này thì nó đùm trước đùm sau là côn bi nhé, trục giữa là bạc đạn cốt vuông. Đấy, bánh 700C. Đấy, cặp vỏ xị. Bốn trợ gơ luôn. Tóm lại con xe rất đẹp. Các bạn sau khi xem kỹ, thật kỹ nha. Video này thì không thích thì thôi, bỏ qua, thích thì gọi ngay cho mình 0939086797, hoặc các bạn có thể chat Zalo số đó. Điện thoại thì các bạn nhìn thấy cái video này đấy thì nó ở góc trái bên dưới màn hình. À, các bạn số điện thoại có ghi ở cái dưới tiêu đề cũng như trong phần mô tả ở cuối mỗi video ấy. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video này.